nhịp, vui vẻ và sôi động. Exciting, feels exciting. Very good, very nice. This is exciting city, yes. Tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024 xin được chính thức bắt đầu. 3, 2, 1, xin mời. Xin được chúc mừng cho Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Tỉnh Cà Mau, hầu như chúng tôi tham gia tất cả các năm tổ chức của Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Là cái nơi mà quảng bá hình ảnh đất và người Hà Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trung Quốc thì tham gia Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần này là lần thứ tư, là cơ hội để cho tỉnh Trung Quốc cũng như các tỉnh trong vùng Đông Bắc quảng bá những cái hình ảnh du lịch của địa phương cũng như là các tỉnh trong khu vực đến với đông đảo du khách. Ngày hội Du lịch Hồ Chí Minh là cơ hội để chúng tôi kết nối được đến các đối tác nội địa cũng như quốc tế. Và chúng tôi nhận thấy đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa. Đây cũng là cái cơ hội để cho các doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội để mở rộng thị trường, quảng bá thị trường nhiều hơn. Đây là lần thứ 20 Vietravel đã cùng đồng hành cùng với Sở Du lịch về tham gia về cái sự kiện Ngày hội Du lịch. Và đặc biệt là năm nay chúng ta lại tổ chức vào ngay đầu của tháng 4, là một thời điểm rất là phù hợp để các doanh nghiệp chúng tôi triển khai kết hợp cùng với chương trình chào hè và làm sao để cố bùng nổ cho cái mùa hè năm nay, đặc biệt đối với du lịch trong nước. Hình thức đẹp nhất. Tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh. Tôi yêu Việt Nam.